Nam mô A Di Đà Phật. Đôi lời càng hỏi tao quân ông sắp tính về châu thường giới không. Nếu có việc trần tâu thẳng lẽ đừng như những kẻ bén hơi đồng. Đêm ngồi nghĩ hỏi thăm mong tao sổ sách trần ông tin đã xong chưa. Năm canh thình nhiều trận gió mưa cho nhân loại trăm cái cùng ngàn đắng. Còn một tháng trong coi dài dằn chắc thăm ba heo lệ cùng chầu trời. Đêm nay trò chuyện với tôi chơi thêm dặn trước ít lời ông xin nhớ. Tao cười rằng có chi nhắn nhờ mới hôm nay sao lại gấp quá chừng. Có điều chi lo liệu bâng khuâng mà vội vã dặn dò tôi sớm dậy. Sai cả cười vuốt ve tấm đài sợ ngày về ông bận lắm chè xôi. Của chúng sanh làm lễ giảng hồi e quên mất những lời tôi gửi gắm. Nên tính trước trao tờ cáo thầm của trần gian đã trải một năm qua. Luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà đều quốc kết tâu qua cùng thương đế. Ngài dân chỉ đáo lai trần thế cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ hoa thần hà bút. Khuyên bá tánh tầm tiên rời tục chỉ mái trời bày tỏ viết về sao. Gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y dình đạo pháp. Thần cũng chẳng say mê chùa tháp mà chẳng tham tiền tham vật món chi chi. Hơn năm dư quyết chí duy trì truyền sanh chúng phải kính thờ trời Phật. Cũng lắm kẻ phàm phu sơ thất dội trêu đùa
lũ quỷ ngạo đoàn ma. Lúc ăn năn sửa tánh rất thật thà, còn lắm kẻ nghinh ngang theo chọc rồi. Mượn luật pháp ẩn trong bóng tôi, mài làm điều phi nghĩa chuyện bất lương. Dạ hiểm sâu không thước đo lường, dốc phá hoại đường ngay bôi lẻ thẳng. Thêm lời tiếng thấp cao nhẹ nặng, làm cho người tu tình phải xót xa. Nên hạ thần kính cẩn tâu qua, xin Ngọc Đế phân minh dùm trần thế. Nay cũng lắm người ưa kinh kệ, muốn tu mà gặp lúc quá gai go. Xác trần còn mắc phải neo đò, giờ trước khách đã ngưng rồi năm tháng. Thiên số định cũng chưa quá hạn, nên phải còn bận mài ắt nàng tay. Dòng thánh minh đức rạng khắp nhân loại, ban phước xuống dân lành cho bớt khổ. Gạo lúa kem là đồ sáng thổ, hàng quá cao ấy của ngoại ban giàu. Kẻ nghèo hèn thêm nỗi đối đau, rất mong mỏi an cư cùng lạc nghiệp. Ngoài trời đất thế trần khủng khiếp, nhưng ngặt loài thỏ cáo cứ đua tranh. Lũ sói hùng vơi gút múa nanh, cho trăm họ hải hùng cơn sấm nổ. Thần ráng sức ra công khuyến dỗ, dình thuần phong mỹ tục của rồng tiên. Tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chi. Bài tương tân trước sau chung thì, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa. Nghiệp tổ tiên con cháu dày bừa, học thói mới lăn loạn theo sở dục. Khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than dẻo dắt, khắp đông tây nam bắc chiều ưu sầu. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu,
người bạo ngược thừa cơ nguy thủ lời. Ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuần hư cho bọn gái lần trai. Nào hút thuốc phiện hội ve chai, nào trùm đi ma cô nghề hút mau. Ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hèn. Diện áo quần son phấn lấn chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Mang điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai cũng cùng để mặt đất cứ trời xây. Thấy nhân gian vinh đạo tỏ bài, cho thượng đế làm tường trong sanh chung. Bấy nhiêu điều phép xem nhân chung, táo để dùm cho thâu đến thiên cung. Còn nhiều điều gớm ghiếc hải hùng, lấy yếu lược đôi câu mà trần tô. Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thượng giai được ban khen. Phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tinh chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đúc từ bi rồi khắp cả nhân gian, bể trăm luân khổ cạn sao đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nhà thương Chợ Quán, ngày 3 tháng Chạp năm Canh Thìn